Trải qua 11 tập phát sóng, chương trình truyền hình thực tế gương mặt thương hiệu The Face Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ khán giả. Bên cạnh các thử thách kịch tính, những màn đấu trí cân não từ bộ ba huấn luyện viên, thì dàn thí sinh cá tính và đầy tiềm năng cũng là yếu tố làm nên sức hút của The Face. Không thể phủ nhận, Mai Ngô, học trò Đỗ Lan Khuê là một trong những gương mặt hút khách nhất tại gương mặt thương hiệu năm nay. Cô cũng chính là thí sinh sở hữu lượt bình chọn cao nhất với tổng phiếu bầu 435.563. Với số phiếu ấn tượng này, chân dài sinh năm 1995 đã giành tấm vé quay lại chung kết The Face diễn ra vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Dành nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong đêm thi cuối cùng tại The Face, nhưng mới đây, Mai Ngô khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng trước tin đồn mất tích bất thường. Sự việc bằng mọi cách không thể liên lạc với Mai Ngô nghiêm trọng tới mức huấn luyện viên Lan Khuê đã phải đăng tải dòng trạng thái với nội dung tìm trẻ lạc. Trời ơi, tôi chưa có con, nhưng chưa ai tôi lo lắng đến phát rồ như cô Mai Ngô này hết. Ngày mốt chung kết rồi mà không tài nào liên lạc được là sao? Ai biết Quỳnh Mai ở đâu, xin cho manh mối, nghiêm túc. Ngay sau lời cầu cứu của Lan Khuê, một người bạn của Mai Ngô cũng chia sẻ tâm trạng lo lắng vì không thể gọi được cho Mai Ngô dù đã cố gắng kết nối bằng rất nhiều cuộc điện thoại. Trong khi cả huấn luyện viên, bạn bè lẫn fan của Mai Ngô nóng như lửa đốt, hết đứng lại ngồi, thì chiều ngày 2 tháng 9, chân dài da nâu cá tính bỗng xuất hiện đột ngột trở lại. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bài viết chào mừng 71 năm ngày Quốc khánh Việt Nam với hình ảnh rạng rỡ cùng dòng chú thích, thể hiện sự quyết tâm và nhiệt huyết. Giải thích cho sự biến mất đột ngột khiến những người quan tâm phải hồi hộp nguyên cả ngày hôm qua, Mai Ngô cho biết do buổi chiều đi tập múa, về tới nhà mệt rã rời nên cô ngủ quên, không nhớ sạc pin điện thoại. Tới lúc tỉnh dậy, nhìn máy có gần 100 cuộc gọi nhỡ, Mai Ngô không khỏi giật mình và cảm thấy vô cùng có lỗi. Với tất cả sự chân thành, chân dài da nâu gửi lời xin lỗi với huấn luyện viên Lan Khuê, bạn bè và người hâm mộ đã vì cô mà phải bận tâm. Trở lại đêm chung kết The Face Việt Nam diễn ra ngày 3 tháng 9, nhờ những lá phiếu bình chọn của khán giả, ứng viên sáng giá cho ngôi quán quân gương mặt thương hiệu đang cố gắng hết sức tập luyện, quyết tâm giành về giải thưởng cao nhất, làm quà tặng cho những người đã và đang ủng hộ cô suốt thời gian qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.